Đây là con chó hoang đã bị người dân ở ấp 4 xã Lộ 25 huyện Thống Nhất xử lý sau khi có biểu hiện hung hăng, hoảng loạn, chảy nước dãi và cắn hai người trong một gia đình. Vào khoảng 15 giờ 30 phút thì cháu của em đang ngồi chơi trong nhà với ba nó. Thì có một con chó màu đen khoảng tầm là 20 kg. Nó có vẻ giống như là nó hoảng loạn, nó sợ, nó cái kiểu nó hung hăng lắm. Nó nhào vô nó cắn cháu của em. Thì trong lúc có ba với bé ngồi đó thì nó cắn cháu, cắn ba nó luôn. Cắn là ba nó thì cắn ngay chân, còn bé thì nó cắn ngay mũi và nó cắn ngay cái miệng của con bé. Tiếp đó con chó chạy sang cắn đàn chó của nhà ông Nguyễn Sĩ Dũng. Chưa đầy một ngày sau, con chó bị cắn của gia đình ông Dũng đã chết. Sự việc đã ít nhiều gây tâm lý hoang mang cho người dân trong khu vực. Nhưng mà tôi thấy con chó ở ngoài nó thả rong nó rất hung dữ. Mà nó cứ bay nó song vô, nó bay vô nó cắn con chó nhà tôi. Cắn ngay cần cổ con chó, 24 tiếng là con chó nó chết. Thì cũng mong rằng là ở bà con trong xóm thì nếu mà có nuôi chó, thì nếu mà ra đường, thì chó mà ra đường thì phải chỗ mõm. Và còn chó mà mình nuôi trong nhà thì mình phải xích và chích ngừa cho nó đầy đủ. Và sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng đã lấy mẫu đi xét nghiệm và cho kết quả con chó tấn công người vật nuôi dương tính với virus dại. Hai nạn nhân bị chó dại cắn sau đó đã được tiêm huyết thanh kháng dại. Chính quyền địa phương cho biết đã triển khai các hoạt động để tiêu hủy động vật mắc bệnh và nâng cao cảnh giác cho người dân. Thì xã cũng đã chỉ đạo cho ấp phối hợp với lại cộng tác viên thú y, cán bộ nông nghiệp xã thống kê lại cái đàn chó hiện nay có trên địa bàn. Đồng thời là để rà soát xem thì những con nào mà đã được tiêm phòng và còn hiệu lực và cái nào chưa thì để cho xã sẽ kiến nghị với huyện sẽ hỗ trợ cái tiêm phòng cho các cái đàn chó mà hiện nay có trên địa bàn. Hiện bệnh dại đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã xuất hiện 4 ổ dịch và 10 người bị chó dại cắn. Mới đây, Bộ Y tế cũng nhận định dịch bệnh dại đang có xu hướng tăng đột biến. Bộ Y tế đề nghị các địa phương đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao.